cháu thật hạnh phúc, thật vui khi 3 năm được ở bên các bạn. Và giờ phút này mẹ nhớ quá không ạ. Cảm ơn các bạn đã dành cho cô những tình cảm rất là đáng trân trọng. Và có những ngày có thể nói rằng các bạn thấy rằng cô là một người chẳng có hiền chút nào cả. Nhưng mà cái mà cô nghĩ rằng những cái ngày mà ngày cô giữ ra cho các bạn chính là những ngày đáng yêu thương các bạn nhất. Cho nên nếu ngày nào đó cô đã giữ dân với ai đó ngay cả những giấy phút khi sáng, thực ra đó là một học phí cho các bạn trong cuộc đời. Mong rằng các bạn hiểu rằng cô không phải là một người mà như các bạn đã từng thấy, bởi vì trong tim cô luôn luôn có các bạn. Mãi là người bạn thân nghe. Anh yêu xa rồi, bạn đừng quên xa. Anh yêu xa rồi, tạm biệt nhé, đời này bye bye. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where it starts.